Người đàn ông Trà Vinh, hơn 4 năm cưu mang cô gái bị ung thư quen qua mạng. Một lần lên mạng, nhìn thấy hình đại diện của một tài khoản có tên là Vương Thị Dung, 31 tuổi, quê ở Lào Cai, với mái tóc đen dài có những dòng trạng thái vui, hài hước, anh đã kết bạn làm quen. Thời gian đầu họ chỉ nói chuyện xã giao, kể cho nhau nghe những chuyện trong ngày mình đã làm. Quen thân, cả hai bắt đầu chia sẻ câu chuyện buồn về cuộc sống hôn nhân mà họ từng đổ vỡ. Theo đó thì chị Dung từng chia tay chồng, đang sống một mình bằng nghề bán vé số và kẹo bông. Khi thấy bụng căng cứng chị đi khám thì được chẩn đoán là căn bệnh ung thư buồng trứng. Bố mẹ ở quê khó khăn, vì thế chị tự lo và chăm sóc cho mình khi sống một mình ở Tây Ninh. Ban đầu tôi không tin, biết đâu người ta chỉ kể vậy để lừa mình, trên mạng không tin được. Anh quyết định bỏ chế độ theo dõi và để ẩn nick. Thế nhưng chỉ sau mấy ngày anh thấy mình có lỗi khi nghĩ sai cho người khác mà chưa tìm hiểu kỹ. Tôi chủ động nói chuyện lại với cô ấy, anh chàng quê Trà Vinh nói và xin địa chỉ chỗ chị Dung để đến thăm. Phần chị Dung vì nghĩ có người cùng hoàn cảnh đổ vỡ hôn nhân nên mở lòng chuyện đang gặp chứ không có ý gì. Một phần chị cũng muốn tâm sự chuyện buồn mà không biết tâm sự cùng ai. Lúc đó tôi nghĩ bệnh của tôi rồi cũng không còn gì để mất nữa. Hàng ngày chỉ lên mạng xem phim hài, đọc những mẩu chuyện hài hước để cuộc sống thêm niềm vui. Quen nhau hơn tháng, anh nhiều quyết định đến Tây Ninh thăm cô bạn. Cô ấy ở trong một mình trong một căn phòng bé tí, người gầy gọc, da xanh xao. Hôm tôi đến cô ấy mệt nên ở nhà. Thường cô gái Lào Cai phải một mình chống chọi với căn bệnh quái ác. Anh nhiều đặt vấn đề để mình chăm sóc, nhưng ban đầu chị không đồng ý. Anh ấy khỏe mạnh, tương lai tươi sáng, còn nhiều người để quan tâm hơn. Nhưng anh nhiều không bỏ cuộc, cứ cuối tuần anh lại chạy xe từ Bình Dương đến Tây Ninh đi chợ, nấu ăn cho chị, chở chị đi chơi. Bệnh của cô ấy chỉ ở giai đoạn đầu có thể chữa được nếu kiên trì. Cuối năm 2015, sau khi cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình, chị chấp nhận làm bạn gái. Tôi sẽ cố gắng ăn uống, sống lạc quan, làm việc thiện, uống thuốc điều đặn để cho bệnh nhanh khỏi, đáp lại tình yêu của anh ấy. Dù bị gia đình kịch liệt phản đối, nhưng anh nhiều vẫn đưa bạn gái về quê sống. Vì ở Bình Dương phải thuê phòng chật hẹp, chị Diên không có khả năng nghỉ ngơi. Hơn 4 năm qua dù không tổ chức đám cưới, chưa thể đăng ký kết hôn vì toàn bộ giấy tờ của chị Dung đã mất trong một lần bị trộm xe máy. Chị chưa về quê làm lại được, nhưng họ gọi nhau là chồng vợ. Bệnh của chị Dung không làm được việc nặng nên anh làm hết. Ngoài số tiền cho thuê đất sảy và bán nông sản trong vườn lo tiền thuốc, khám cho vợ, anh nhiều còn chạy xe ôm để trang trải. Anh ấy làm hết mọi việc không cho tôi làm gì. Sáng anh dậy nấu ăn, sắc thuốc rồi mới đi làm. Chân tay tôi mệt mỏi, anh xoa bóp. Đến hôm nay niềm vui đã không phụ lòng khi bệnh của chị Dung đỡ hơn. Bác sĩ nói bệnh của tôi nếu mổ tỷ lệ sống rất thấp vì các khối u ở bụng của tôi quá phức tạp. Tôi uống thuốc nam, giờ các khối u của tôi đã nhỏ lại. Chị cũng cho biết hơn 4 năm qua vì chị bị bệnh nên hai vợ chồng chị sống với nhau như tri kỷ. Mong tới đây bệnh của tôi dứt hẳn để tôi về quê làm giấy tờ, sau đó đăng ký kết hôn cùng anh. Chị cũng khoe vừa rồi mẹ chị từ quê vào thăm con gái và thấy biết ơn con rể. Phía nhà chồng chị cũng chấp nhận chị là con dâu. Tôi mang ơn chồng của tôi rất nhiều, dòng chị Dung vô cùng hạnh phúc.